9 10 tháng nay em chỉ là em chỉ nhận được có hai phần lọc của anh Niu cho em là 100.000 hôm qua hay là đi xì Tết nè. Đó, với ngày hôm nay là 15 ếch nữa, nói là có lọc nữa là 9 10 tháng nay em chỉ có hai lần đấy, em đâu có trách móc gì ai. Dạ, Bùi Hải Vlog xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì hôm nay nghe vợ chồng của chị anh 15 mét cũng gì cho cậu nè, cô chú anh chị cũng chưa biết là cũng có gì nữa, để em vào em quay coi là cũng cái gì nha cô chú anh chị. Cái nắp chảo lấy đậy nắp nồi rồi cái kỳ. Ủa, cái này lẩu hả? Không phải. Gì, bánh mì lagu hả? Không phải. Hay cái gì? Không phải. Cái gì cũng không phải hết nha. Cũng có bánh mì. Không phải. Rồi, ý là đem vô vậy. Đâu biết đâu. Cái này nè. Trời ơi trời. Mình đem lên mình múc cúng cho cậu thôi. Rồi bữa nay để mình dọn đồ ăn ra xong rồi mình đem cái đó lên. Đũa mổ. Hôm nay nhìn Phương nó lạ nhất các mọi người. Đổ nè. Anh cái bông màu đỏ có cái nhị màu xanh. Anh nghe em rõ, em nghe đâu nghe đâu cũng hên tại vì. Sáng chuyện biết bằng đồ nào chỉ mới điện hỏi bằng ngăn mà nghe mới bằng đồ đỏ. Cái này nãy đổi nón lạ nha. Nón của cậu mà. Đó con chú chị. Đẹp quá con chú chị ơi. Gác qua đây nè gác. Cái này là mình dọn ra trước hả? Chứ chưa có đủ món hả? Vậy là đủ hết rồi đó hả chị Tiên? Vậy là đủ hết rồi hả? Hai còn thiếu gì nữa không? Bao tay mình còn không? Bao tay mình còn không? Tiên mình có chị đạo chịu thôi chứ giờ sao? Giờ hả? Bao tay. Mỗi lần kiếm thôi cũng nói ngoài xe thôi. Kiếm có chừng nào mình cúng cái mẹ chừng nữa không? Ủa đẩy ngay chỗ cái bạn vậy thì cái đá đó. Bữa nay tem áo tím mà chơi màu đỏ rực hết ha. Đỏ hết luôn rồi. Cái này vui nha. Tàu trưởng, coi chỉ mấy em múc nó làm rồi tàu trưởng. Này tàu trưởng. Hả? Này của chị Linh hay của chị Hồng Ngọc? Hỏi tí rồi. Hỏi tiên kìa. Chứ có gì Linh hả? Rồi cho em đi qua cái chị vô trong nè, chị đứng đi, 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 chị qua. Nãy không có đường. Phải là hỏi của chị Hồng Ngọc ha, của chị Linh. À, của chị Linh hả? Vậy là một chút nữa là chị Hồng Ngọc cả anh Niu cũng sao hả? Không, chị không có chữ nữa. Không, không anh. Vậy thôi có thì bây giờ mấy ngày này là phải chị Hồng Ngọc phải có chứ. Ủa, hồi sáng, không có nha, có mình. Hồi sáng. Hôm qua kia vậy anh nghe nói là của chị Hồng Ngọc chuẩn bị nghe nói quà cáp thì cho anh em nè, có không? À có. Chị Hồng Ngọc là đương nhiên là phải có, tại chị là người nổi tiếng ngã ngã. Trời ơi. Rồi. Ngọc cũng tay nghe. Người nổi tiếng ở đây mà chứ không lẽ em bây giờ chị Linh cúng mà chị Hồng Ngọc không cúng ha? Là chị Linh có quà chứ không lẽ chị Hồng Ngọc không tặng quà cho mấy anh em đây? Mấy bữa trước là bên của chỗ anh Niu là cái chị Thu. Chị Thu. Của anh Diêm Minh Diêm nữa. Nghe nói là bữa nay anh Diêm Minh có đâu đúng không? Anh Diêm Minh có nữa nè, bữa nay nè. Cũng nghe nói cũng quà cáp. À. Các kiểu nữa, tùm lum vậy. Đúng rồi. Có chị Hồng. À, Diêm Minh là của chị Hồng. Chị Hồng, chị Hồng ở Sài Gòn hả? Chứ không phải là của bên chị Liễu gì hả chị gì hả? Không, không. Không phải. Còn chị Hồng Ngọc có nữa thì em nó chắc cứu chị Hồng Ngọc thế nào không có à. Anh yêu kêu chị Liễu là từ từ. Chị Hồng Ngọc là chị đỉnh ở đây là hỏi làm sao mà chị không có quà cáp cho mấy anh em ở đây đúng không? Cúng có cậu này. Không có này mình nói thật mà, mình nói thật mình đâu có nói gì giả dối đâu mà mình sợ ha. Đúng không? Trời mấy anh cứ suy luận làm gì, em ở đây dưới mộ của cậu Năm của Linh là 9-10 tháng nay em chỉ nhận được có hai phần lọc của anh Niu cho em là 100.000 hôm qua hay là đi xì Tết nè. Đó, với ngày hôm nay là 15 ếch nữa, nói là có lọc nữa là 9-10 tháng nay em chỉ có hai lần đấy, em đâu có trách móc gì ai đâu. Anh, nói hồi nãy giờ ai nói trách móc vậy cha? Tự nhiên vô cho là một hơi luôn, nói là trách móc kia, trời ơi trời à.
Trời ơi. Trời ơi à. Trời ơi. Tự nói đã xin lỗi luôn à. Trời ơi. Tự nhiên người ta đang nói là mấy cô, mấy chú, mấy chị này cúng cho cậu. Rồi có quà cáp này kia, chúc chị Hồng Ngọc, chắc cô chúc chị cũng có cúng. Vậy là em hiểu câu chuyện rồi. Trời ơi, ta nói vậy mà vô nói tầm bậy tầm bạ gì không mà trời, là một hơi luôn. Vậy em xin lỗi đi, em nghe chưa có rõ ràng. Trời ơi, thôi. Thấy của anh Hải với mấy anh em đây cũng giống như là anh Niêu mới chia sẻ như vậy đó. Là chứ sao gì cũng có nhưng không biết khi nào thôi. Không, anh nói gì đâu. Mà em nói là trước sau gì chị Hồng Ngọc cũng phải có cúng cho cậu và quà cáp cho mấy anh em đây à. Em nói thật mà, chị Hồng Ngọc mà chị Hồng Ngọc là đỉnh rồi, đúng không? Tại tất cả đây là của chị. Anh không nghe. Đúng rồi. Anh không nghe cô. Ở trong mộ cậu tất cả bây giờ này kia là cũng của chị không chứ đâu có hoài la người khác đâu. Đâu có lại của ai đâu, đúng không? Hôm qua, không có chống mặt vậy đó. Viên này mà cho là chị Hồng Ngọc sẽ là làm một cái đó, cái gì đó hôm qua chú Năm Lăng nói rõ ràng anh nhớ không? Nói ông bậy ông bạ là chú anh bị la bị chửi lắng chịu nha, tôi không biết á. Khán giả bình luận chửi rồi gán chịu nha anh không? Không có lóc, không có lóc bình luận luôn đó. Không có lóc đâu nha, để cho nghe chửi luôn đó. Tự nhiên vô là một hơi không mà đã bắt đầu xin lỗi người ta. Trời ơi à. Sớm xác bà chốt bà nhắn. Lại cha luôn. Lại cha em vừa biết cái chưa hiểu hết còn vô là vô nói tầm bậy tầm xàm gì không. Ờ có lũ tây nữa nè. Lũ tây hả? Bữa nay cho em qua cái ra chị. Bữa nay chị Linh chơi lớn luôn, năm nay chị Linh chơi lớn luôn cho cậu luôn. Sao chóng mặt ghê trời. Rồi, năm nay chị Linh chơi lớn, chị Linh chơi 5 chai lũ tây luôn nè. Lũ trái cây. Chị Linh chơi lớn ta. 5 cái ly nè. Ly uống lũ tây nè. Đây không? Nè, đó. Ly uống ba nè. Cái ly này nó dày lắm ha. Ừ. Ly này mình uống rượu chung uống ba đó. À, ly này này mà mấy đứa mà chết bên nhán cỏ là gọi vô mỏ là chảy máu này nè. Gọi vô mỏ. Thôi để cho ông mới quải đi, kêu vô đây ông nói làm bậy không đó. Ai? Nói được. Ông kêu ra ông nói tầm bậy không á. Anh Nguyễn Hải đang nói câu chuyện từ đấy Tết thế nào cũng có phần quà của chị Ngọc Hồng Ngọc ha. Ông vừa ông bang lên trời ơi, tôi ở đây 9 tháng mộ cậu rồi tôi chưa nhận được 2 phần quà đúng duy nhất của anh em. Tôi không trách móc ai. Lao ghê không? Tôi phải bụng chứ. Thấy nói chuyện la là biết tào lao rồi. Nói gì tầm bậy tầm xàm gì không. Ý em nói á, bữa nay là chị Linh cúng đúng không? Cúng cho cậu là em nói trước sau gì chị Hồng Ngọc cũng phải cúng và có quà cáp cho mấy anh em ở đây à, đúng không? Tự nhiên nhảy vô trời ơi, tôi đây 9 tháng trời tôi được có 2 phần quà này kia. Không á, cái đó là chân trên bàn thờ, chân trên bàn thờ của cậu là chị lúc nào vậy không mua chứ đâu phải là đặc biệt ngày hôm nay đâu. Ý là giống như là mấy phần quà của anh Niêu, anh Di Minh rồi gì đó. Quà Tết trước sau về vậy ông Ngọc cũng tặng quà Tết à. Chuyện thôi giống vậy hết. Ông nội ông vô ông làm một hơi luôn thiệt chứ. Thôi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây, cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì giờ năm cũ sang năm mới, Bùi Hải chúc ông bà cô chú ở trên kênh của Bùi Hải được mạnh khỏe. À, vui vẻ với gia đình, à, phát tài phát lộc nha cô chú anh chị. Và Bùi Hải một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.